Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, ngày thứ hai 14 tây tháng 11. Lẹ quá các bạn. Công nhận nguyên một năm trôi qua rất là mau. Thì chỉ còn khoảng đầu 2 tháng nữa thôi, phải không? Là mấy thầy ở bị tạm giam đúng một năm đó các bạn. Thì coi như như cái án này mà không có giảm á, thì coi như là còn khoảng đâu hai năm 3 năm nữa là mấy thầy sẽ ra. Thì cô Cúc thì khoảng đâu hơn 2 năm chút xíu, còn thầy Trùng Dương thì còn chắc thầy Trùng Dương như bị bị án thì như 3 năm, 3 năm mấy tháng, thì chắc cũng đại khái còn 2 năm nữa đi ha. Cũng như là đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha, em xin mời. Này cũng uống ok đó các bạn. Có một vị khán giả gửi em cái ly hình ly cà phê. Thì nói chung là hồi xưa giờ đó em thì thích uống cà phê sữa đá, tức là gọi có thể người ta gọi là sữa đá hoặc là bạc xỉu thì nhẹ hơn. Nhưng vì cái bệnh trong người, cũng như bị bệnh đường đường đường, đường ruột đó các bạn, thì từ hồi uống cà phê đen tới giờ đó thì em thấy em khỏe. Cái đó là một trong những cái bí quyết để mà mình trị cái đường ruột. Thì lâu lâu thí dụ mình thấy mình đau này, đau kiểu không nổi, là mình uống vô mình bị tiêu chảy hay gì đó các bạn, thì là mình bị đường sữa đó, mình bị diễn sữa. Cho nên uống cà ai ghiền cà phê thì uống cà phê đen thì nó sẽ tốt cho sức khỏe mình. Thì nghe nói cũng là tim nó cũng đỡ. Thì các bạn biết á, cái nghề của em nhiều khi em đi khuya, thì lúc trước em đi khuya đó các bạn biết đó, thì nhiều lúc cái tim của em nè đập lạ lùng lắm. Cho nên có nhiều lúc á em nói với con gái em á, các bạn dễ thương lắm, em nói là tối nay để đi 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 làm khuya nha, cái nói ồ làm khuya vậy cái tim của để đi có bị hurt, có bị đau hay không, tội lắm các bạn. Mang gái mới có 7 tuổi à, mà nó biết suy nghĩ lắm. Chỉ con cái là nó nói tiếng Việt chưa có giỏi lắm thôi, không có giỏi giống như là mấy bé bên 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 thiền em. Nhưng nói chung là cũng có một cái trái tim biết thương người đó các bạn, biết lo lắng đó, thì cũng vui. Bậc cha mẹ của mình á, ngoài ngoài cái chuyện mà muốn con cái mình có một cuộc sống tốt đẹp ra, thì cũng muốn con cái mình trở thành thành người đó các bạn, nên người đó các bạn. Chứ thực sự ra là cái xã hội bây giờ, ai mà trải qua những cái xã hội hiện tại bây giờ thì mới biết con cái mình dễ hư lắm. Em không biết cái xã hội mà cái đợt của ba mẹ mình như thế nào, nhưng cái xã hội bây giờ thì nó chứ mình giờ nói về bên Mỹ đi ha, họ tự do quá, họ đi vũ trường, họ dùng thuốc lắc thuốc này thuốc nọ, các bạn hiểu không? Cho nên nó tự do quá, và những cái họ dùng cũng là do từ bạn bè giới thiệu ra thôi các bạn, nên cũng cũng lo sợ. Đến cái tuổi nào đó thì mình cũng phải suy nghĩ coi con mình phải quan tâm con mình có đừng có dướng vào những cái đường đó là mình mừng lắm rồi. Thì các bạn cũng biết ở Mỹ đa số học sinh mà bắt đầu tuổi trưởng thành đó các bạn thì đi chơi với bạn bè, rồi nhiều lúc thử thử cái này cái nọ bị bạn bè dụ đó các bạn, cho nên ăn thua đó là do cái tâm trí của mình thôi. Mình quyết chí thì mình không có bị lung lay đâu các bạn. Nên từng giai đoạn đi, chẳng hạn như hiện tại bây giờ những cái bệnh mà con nít mà sanh ra dễ bệnh tự kỷ, mà bệnh bị trầm lặng trầm trầm cảm đó các bạn, bệnh nhiều lắm. Cho nên lúc mà sanh ra đó, cái việc đầu tiên á, mình mừng á, là thấy con mình bình thường. Cái đó bình thường là mừng lắm các bạn. Nếu như mình sanh ra có đứa con mà bị này bị nọ đó, thì buồn cho số phận của nó lắm. Khi nó lớn lên thì nó đi ra đường, nó bị người này nhìn nhỏ, người kia nhìn, bạn hiểu không? Cho nên mấy đứa bé ở bên thiền em đó, họ sanh ra không biết cha mẹ là ai, cha là ai, nhưng mà họ có một cái những cái thân hình khỏe mạnh và những cái trí tuệ, tài giỏi tài năng đó các bạn. Tuy rằng có nhiều cái họ không biết hết, nhưng mà họ diễn xuất rất là hay, họ đi diễn cho chúng ta coi những cái thách thức tranh hài, và những chỉ cần
con nít chỉ cần cái độ lễ phép có là tốt, và biết ngoan ngoãn và dâng lời, cái đó là một cái điều rất là hiếm đó các bạn. Thì mấy thầy cô, lúc mà mấy thầy còn bên ngoài nó dạy mấy bé như thế nào, thì bây giờ mấy cô cũng phải truyền lại, dạt lại lại cho mấy bé như vậy, để mà duy trì những cái truyền thống của cái văn hóa của Việt Nam, rồi chẳng hạn như những cái lễ phép đó, các bạn thấy chưa. Cho nên bên Thiền Am dạy những bé con nít đó, rất là hay lắm các bạn, không phải là đơn giản đâu, không phải là dễ đâu. Thì cũng lâu rồi em cũng chưa nói chuyện với mấy bé nào bên đó hết, tại vì mấy thầy đã bị chậm giam đó các bạn. Thì liên lạc bên Thiền Am thì cũng khó chứ đâu phải là dễ đâu các bạn, tại bên Thiền Am là cái căn nhà rất là bự, thì nhiều khi mình gọi không đúng giờ chẳng hạn, thì thí dụ bây giờ mình gọi cái mấy cô không bắt phone, hay là hai ba ngày sau thì mới trả lời chẳng hạn, thì nhiều khi nó cái thời gian nó nghịch lại đó. Nhưng các bạn cũng thấy đó, là mấy bé trong Thiền Am phải nói là tuyệt vời. Thì những người mà Mạnh Thường Quân thương mấy đứa bé là vì mấy đứa bé tài năng, tức là chứ không phải là vì mấy cái câu mà chúng hàng mồ côi hay này các bạn. Nhưng mà bây giờ cũng ai chưa có xác thực được rằng là mấy đứa bé là con của ai, phải không? Tại bây giờ đó, cái ngày 24 tây tháng 9, bên công an vào đó là giám định ADN. Nhưng rồi sau đó họ thông báo rằng là vì nhân đạo họ không có thông báo kết quả. Thì thí dụ như mà bên Thiền Am có cái tội loạn luân đó, thì hãy nên đưa cái kết quả ra để cho mọi người biết rằng là mấy bé là con của thầy ông nội hay không. Tại vì bây giờ dư luận đó, họ đánh, họ nói là tất cả đứa bé trong đó đều là con của thầy ông nội. Họ nói gì tới 11 đứa bé gì đó, ở đâu ra được thêm đứa thứ 11 gì nữa là con của thầy ông nội hết các bạn. Đó, bên dư luận, bên phía đối lập đó, họ làm như vậy đó, họ nói gì, họ đổ thừa là tất cả đều con của thầy ông nội hết. Nhưng mà giám định ADN ra, theo luật sư, hình như là luật sư Sĩ, khẳng định rằng thầy ông nội ông Lê Tường Vân không có cùng huyết thống, không có cùng huyết thống. Cho nên thí dụ như mà cái dư luận bây giờ đang xôn xao về cái đó hết, thì bây giờ tại sao mà mình không có đưa ra cái kết quả để cho mọi người hiểu rõ biết thêm, đúng không? Còn nếu như mà thí dụ như mà đưa mấy đứa bé đó mà con của thầy Hoàng Nguyên chẳng hạn, hay là con của ai mấy thầy trong đó chẳng hạn, thì cái đó chuyện bình thường, tại vì mấy người đó không có huyết thống, cùng huyết thống với lại thầy ông nội là được rồi, đúng không? Cho nên người ta nói đó là mồ côi đó, là thí dụ như bây giờ mấy cô đi, lúc mà còn trẻ, thì lỡ yêu người nào đó, hay là lỡ có mang thai với người nào đó, thì mình buồn, mình vào trong đó mình tu, thì mình lúc đó mình mang thai, mình sanh con, mình tu trong đó, thì cái đó chuyện bình thường thôi. Miễn sao là không có phải là cùng huyết, không có phải là con của mấy thầy trong đó, hay là con của thầy ông nội là được rồi. Thì cũng là mồ côi cha cũng là mồ côi mẹ cũng là mồ côi. Thì trên báo đăng rằng đó là Thiền Am đó nói rằng là mấy bé mồ côi, thì đúng là như vậy rồi. Thì bây giờ chưa có gì chứng minh được là con ruột của ai, đó là chuyện bình thường thôi. Thí dụ như các bạn thấy có cái kênh nào đó chuyên môn đi kết nối những cái ADN đó các bạn, kết nối những người này người nọ, người ta đi tìm lại những người thân thương, thấy không, người ta vẫn xét nghiệm ADN ở ngoài coi xác thật coi có phải là bà con hay không, người ta cũng công bố trên mạng, có sao đâu, phải không các bạn? Thì cho cộng đồng bạn mạng hiểu biết thêm mà các bạn. Chứ nó thật ra chứ cái kết quả không biết có hay không, nhưng mà họ không có công bố. Nếu như mà họ nói họ vì nhân đạo họ không công bố, nhưng thì tại sao mà sau khi cái ngày bị bắt ngày 4 tây tháng 1 họ lại đăng báo, bên đó lại đăng báo nói là tất cả đều là con của ông Lê Tường Vân. À, rồi sau đó trước cái ngày cách ly năm 2020 tháng 7 ngày 25 tây, thì họ cũng đăng y xèo lên, họ nói là Huyền Trang ngủ với lại thầy ông nội rồi sanh ra bé gì đó mình quên rồi, ông nội Nguyễn Sinh có đăng cái bài đó. Và sau đó đó có ông công an nào tên Bình cũng suối dạy người ta làm như vậy nữa các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đến tìm lại là tìm được cái video đó nữa. Tìm cái video đó được các bạn. Cho nên á, những cái chuyện trong đó đó
thật sự ra phải nên làm cho sáng sáng tỏ để cho cộng đồng mạng hiểu. Chứ bây giờ bên kia đó họ cứ đánh dư luận, họ nói là bên đây loạn luân, bên này nọ tùm lum hết, các bạn hiểu không? Nhưng rồi cuối cùng đi xét nghiệm, đi giám định xong rồi nói là vì nhân đạo cho nên không có đưa ra kết quả được. Thì bây giờ em lấy cái đoạn video mà cái vụ mà loạn luân á cho các bạn nghe, thì các bạn coi cái đó như các bạn suy nghĩ như thế nào nha. Để coi cái phần đó nó nằm ở đâu nữa rồi các bạn. Em tìm cho các bạn xem coi. À, này chắc là cái này đây, mình nghe thử nha, có phải cái này không đây nha. Tùng hả? À, tôi nhìn là tôi. Cái này là nói về Minh Tùng. Cho dù nó là câu ổng đi, ngay cả bị đi xuống ông năm ông mũi dẫn đi vòng vòng để làm để đi ra việc đó, giống như đợt anh Thắng. Nè, à, cái này gì đây? Vì sao? Cái này có phải là cuộc chơi không? Mình đâu phải là trẻ con đâu mà để cho người ta dẫn dụng. À, dẫn dắt dư luận luôn các bạn. Cái con Huyền Trang thì nó sống sờ sờ trong tiền am. Ừ. Tại sao ông ngập vào bắt? Đổ thừa là thầy ông nội với Hồ Huyền Trang rồi nọ các bạn. Gì, rồi cũng khuyên anh em về phốt ở trong cái group. Vì công an là có quyền mà khi anh đã nghi ngờ một cái việc gì đó, cái khúc này đó là chỉ cần xin là ý kiến cấp trên là công an Bình á nói kêu ông Châu Tinh Tinh này đấy về nhà đăng lên clip là ông Lê Tùng Vân loạn luân. Thì bây giờ mình nghe cái khúc này, câu hai khúc nào mà nói tới cái vụ Lê Thanh Minh Tùng, theo quy trình của công an chi trả tiền bảo hiểm cho bạn, chứ không phải thí dụ như bạn ở Sài Gòn xong một lần gặp nó xong nó, tại vì thứ nhất vợ nó là ở thì cái này là nói về Minh Tùng này các bạn, nhưng mà mình cũng khuyên nó, tại vì thứ nhất vợ nó là ở đâu có khúc, tức là lúc mà mới lên á Minh Tùng rất là nghèo, cho nên xin Châu Tinh Tinh này có một cái công việc đó các bạn, Tiền Giang hay gì á, bây giờ làm xe khách, xe khách thì đi một tháng 30 tour, nó thật sự rất là mệt. Tháng 30 tour đó. Mà đi Sài Gòn Phú Yên, trong khi vợ nó thì ở Tiền Giang. Mình thấy cái con đường nó trái ngược quá, nó không có thùng bượm trong cái công việc của nó. Thì mình mới nói xe miền Tây chứ cha gì đó. Thì bây giờ mình kiếm cái khúc công an nha. Xong cái vụ mình tùng tới cái vụ thăm vợ thăm con nha. Rồi theo yêu cầu của em Lê Ngọc Lâm Nguyên nhắc lại quá trình hồi xưa đi chiến mà anh xong sau khi đi chiến thì anh cho cốt. Rồi thằng Hạo là xó tiệt tươi đụng độ trong group biết rồi. Anh nói em nghe anh cũng ít về group lắm. Ngày xưa group đông quá kìa. Hầu cái thằng gì Dương gì á, nó làm quản trị viên á, 100 người á thì 100 mấy, mà ủng hộ chỉ group mình 20.000 người thì 20.000 ý, mà trong đó thì ai cũng muốn làm anh đại hết trơn á, ai cũng muốn mình là giỏi, ai cũng muốn cái tôi của mình lớn, trong đó có thằng Hạo. Rồi vì Thúy Nga ở trong tôi cũng không quan tâm mấy cái vụ đó, kình cả tùm lum tà la hết trơn. People ask me all the time about tôi, mục đích của tôi là chỉ đám chọc thôi, sau này mỗi lúc rồi bắt đầu dần dần rồi mới chuyển qua rồi cái này cái nọ chứ. Sau này kình cãi nhau cái thằng Hạo nó bùng ý, rồi vô tình trong một hôm mưa gió tôi lang thang bên nick của thằng Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, rồi group 50 tiểu Huyền Trang Dạ lúc trước em không để ý tới cái khúc đó, bây giờ em để ý rồi, để từ từ em sẽ làm cái đó lại cho các bạn. Thằng Minh Tùng á,
Năm cái này gì đây? Vì sao? Minh Tùng nó là một cái sự ra nó chẳng làm Ủa? của thiền am bên bờ vũ trụ dẫn dắt dư luận á, mà đi xuống ông năm ông sáu tôi đi mà tôi không có đi. Hay lên đây chào chị Hướng Dương, nó mỗi dẫn đi vòng tôi không có đi. Ủa cái khúc mà công an đâu mất tiêu rồi ta? Em coi coi. Tại sao ông hập vào bắt thì anh chỉ cần mà anh là alo mơ thì à nghe hả, gặp ông Bình đó rồi thì bắt đầu mình mới Đây khúc này ông Bình nè các thì bạn. gặp ông Bình đó rồi thì bắt đầu mình mới có cái suy nghĩ là có phải là mình bị dẫn dắt bởi một cuộc chơi không, Đó, dẫn dắt cuộc thiệt chơi âm đó. mưu của một cái YouTube không, thì từ đó rồi bắt đầu là sau cái vụ mà đưa ra tòa thì anh em có nói rồi, bây giờ là giống như là dường như là không đi tìm hiểu là giống như giờ cái kiểu mà người ta cũng hết cái điều tra về cái đám này rồi nên đâm ra anh thật sự là như vậy. Tôi thì tôi không biết sao nhưng mà là phóng sự phần hai phần đôi thì mình mới tin được, còn mà không có lên YouTube Em coi là cái phần mà nói rằng ông công an này đó, ông công an á là nói rằng là phải đăng lên group đó các bạn. Chắc cái này quá. Em coi coi. Phải này không nè. à, tôi đâu Ồ, cái này hai cái này cái này chắc. lúc mà đi cái công chuyện của thằng Minh Tùng á và những tôi đây là đi ra việc khi mà cái số con Diễm My á người ta kích ra quả cái nhà trọ là mất cái tụ tập này nó gỡ bắt đầu là đi ăn, tôi đánh dấu hỏi lên trong cái group Ok. công an gì mà hôm xuống gặp ông Bình, ông mà đợt mà đi đi đưa cái đám chọc mà lên cách ly tại giáp danh Campuchia đó, công an gì mà thật sự tôi cũng nghĩ là cái đó là công an nữa, nghĩ sao mà công an mà giờ chỉ là đi về đăng trong cái group nói già Lê Tùng Vân loạn luôn à, cứ đăng nhiều vô đó rồi truy nã công Huyền Trang à, tôi đánh dấu hỏi liền ok sao công an với lạ đó Đó, các bạn thấy chưa? Lúc mà đi vì sao đi cách ly xong thì ông công an Bình này kêu ông Châu Tinh Tinh này về đăng lên group là ông Lê Tùng Vân loạn luân đó các bạn. Thì các bạn còn nhớ trong cái tin nhắn của Diễm My cũng có nhắc tới là ông công an Bình này lúc đi với ông Thắng đi vào ngày cái ngày đó nữa nè các bạn. Để em coi coi nó nằm không biết nó nằm ở đâu. Cho nên có nhiều cái đó mình không có hiểu rõ được cái sự chuyện, cái sự việc phải không? Nhưng mà ai theo dõi đó, những người nào mà mới vào đó thì họ không có về hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Còn mình theo dõi đó thì mình sẽ nhìn thấy được là cái cốt truyện nó như thế nào là thế nào. Đâu ra đó hết các bạn. Giống như là có một cái gì đó để mà dẫn dẫn dắt dư luận đó các bạn. Tội lắm. Thì cái mà ngày 12 tháng 12 cái này là cái giấy mờ thôi. Còn có một cái phần mà cái tin nhắn của Diễm My không biết em để đâu rồi. Nói chung là các bạn cũng hiểu biết về cái phần cái này một một việc nào đó rồi. Thì cái bắt đầu cái việc mà loạn luân đó là bắt đầu khởi đầu đó là sau khi mà Diễm My mất tích tại đồn công an. Và sau đó sau cái ngày 12 tháng 12 ngay cái ngày 12 tháng 12
thì Diễm My đã được đưa lên xe cấp cứu đó các bạn. Thì sau đó đã đi về nhà bằng trên xe cấp cứu, đúng không? Và lúc đó khoảng đầu ngày 15 tây tháng 12 năm 2019 thì Diễm My gửi một cái tin nhắn qua bên Thiền Am để mà xin cầu cứu. Thì khi mà bên Thiền Am nhận được cái tin nhắn đó thì Thiền Am đăng lên thôi, tại vì Diễm My cầu cứu mà, cho nên đăng lên trên mạng cho người ta thấy rằng là Diễm My cần sự giúp đỡ. Thì cái đó là cái chuyện bình thường, thế ai kêu mình cứu thì mình gỡ qua bên đó thôi các bạn, thấy không? Thì cái đó là chuyện bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì trên báo trong cái ngày đó họ đăng rằng là Diễm My được trao trả về cho nhà, nhưng mà trao trả bình thường cho nhà, thì tại sao Diễm My lại xin cầu cứu? Tại ở đây đó là Diễm My xin cầu cứu cho nên Thiền Am mới đăng lên, mình giúp đỡ, mình coi như cái này đó mình làm ơn, người ta gọi là làm ơn mắc toán đó các bạn. Cái mình đăng lên thì lại bị dính thôi. Đó, vì mấy thầy đăng lên những cái clip đó đó, cho nên bên sau đó đó, bên kia ông Thắng mới hoảng hồn quá, mới kêu công an rồi đứng trước cửa đấy mà canh đó các bạn. Thì lúc đó thì công an cũng có đứng trước cửa đăng, có một số anh em YouTube đó các bạn, mấy anh em người ta gọi là hiệp sĩ đó, thì người ta tới đó người ta cũng muốn giải cứu Diễm My, nhưng thấy công an nào đứng đó cho nên họ không có tới đó các bạn, nhiều lắm. Cho nên sau đó tới cái ngày mà 19 tây tháng 12 năm 2019 thì Nguyễn Sinh đã lấy những cái giấy khai sinh của Diễm My, của mấy bé đó các bạn, để mà đăng lên trên mạng, tung lên trên mạng rằng nói là đây là có dấu hiệu loạn luân các bạn thấy không? Tại vì trong giấy khai sinh, khi mà mình đi sinh con nuôi, mình đi sinh con á, thì trong cái giấy khai sinh của mình thì phải để tên của người mẹ, thấy không? Chẳng hạn như em nè, trong cái giấy khai sinh của em cũng để tên ba em, tên mẹ em, nhưng thực sự em cũng không phải là con ruột của ba mẹ em. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi các bạn. Thì sau đó họ lợi dụng cái giấy đó đó là họ đăng lên trên vậy như vậy. Họ đăng lên như vậy đó các bạn, để cho người ta đánh cái dư luận, cái dư luận đó các bạn. Cho nên mệt lắm. Thì những cái clip mà Diễm My xin cầu cứu ngoài cái bên Thiền Am nó đăng lên đó thì các bạn cũng coi hết rồi phải không? Nói chung là cái cốt truyện này nó rất là dài dòng. Và sau khi đăng lên rồi đó, có một số người tớ thì lúc đó Diễm My cũng tưởng đâu là rằng là được cứu, ai nhà đâu là chỉ là quay cái quay những người quay phim và những người công an tới đó quay phim á, để mà kêu bắt Diễm My phải nói rằng đó là Diễm My không có bị bắt cóc, và Diễm My bị Thiền Am Diễm My có mặt trong ngày 24 tháng 10 trong Thiền Am đó các bạn, ông Thắng ép Diễm My phải nói như vậy đó, nhưng mà Diễm My không có trả lời, không có nói những cái câu đó, cho nên ông Thắng đã nhốt tiếp. Và sau đó cho tới ngày 24 tây tháng 12 năm 2019 thì Diễm My nhảy từ lầu 3 xuống cái móc tôm, cái mái tôn đó các bạn, chắc em nghĩ đi bằng cái thang, tại thấy có cái thang ở đó, đi nhảy xuống đó đó, rồi sau đó nhảy qua nhà 10 người khác và trốn. Và sau khi mà trốn đó thì Diễm My không biết dùng bằng cách nào để mà liên lạc cho mấy thầy, chắc là mượn điện thoại của ai đó đã gọi cho mấy thầy, thì đã nói mấy thầy rằng là cho trốn, cho nên mấy thầy đã ra gặp Diễm My một lần nữa. Và mấy thầy cũng, hai thầy Nhất Nguyên, thầy Hồng Nguyên cũng khuyên Diễm My hãy nên đi về đó các bạn, để mà có một cái cuộc sống tốt hơn. Chính mấy thầy khuyên mà các bạn, cho nên không phải giống như là mà người ta đồn là người ta đồn rằng là mấy thầy muốn giữ Diễm My đâu các bạn, thật sự không phải là như vậy. Để em tìm cái đoạn video đó lại cho các bạn xem là mấy thầy khuyên Diễm My về nhà như thế nào. Em coi nó có ở đây không. Hôm qua nay em bận công việc các bạn, chưa có định thần lại, các bạn thông cảm nha các bạn. Thông cảm giùm cho em cái chưa có định thần, tại mà không biết cái phần nó nằm bên bên đâu. Đây, cái phần ở đây nè. Thì em cho các bạn xem là mấy thầy khuyên Diễm My về như thế nào nha. Tại cái gì cũng vậy, có lửa thì mới có khói, đúng không? Bây giờ mình nghe nha.
bữa nha, bữa nay á con nhảy mà con thoát chết được là con thôi, đến nếu lần sau con nhảy lầu nữa là con chết đó, con đừng có dạy dỗ như vậy. Bữa nay con nhảy lầu mà con không nghĩ tay gãy chân là con hên đó, con đừng có làm như vậy. Nhưng mà sống trong sự giam cầm vậy có thấy mình chết chứ lại. Mà thầy nghĩ nè, mình là thân con gái đừng có nên đi bá ban ngoài đường, ngủ nhờ nhà người này ngủ nhờ nhà người kia là chắc chắn là sẽ bị người ta xâm hại, sẽ chắc chắn sẽ bị người ta xâm hại. Cho nên á, thầy khuyên con nên về nhà rồi cái gì cũng có cách giải quyết hết. Nhưng mà về nhà thì cũng chết thì thôi. Thầy nghĩ như vậy nè. Chứ không ai sống trong cuộc sống giam thì giam cầm con. Con nghe lời thầy đi, bây giờ nè, thầy đóng chiếc Grab. Thầy đưa thầy sẽ trả tiền cho Grab luôn. Nếu con muốn đi taxi thầy sẽ bỏ tiền ra taxi luôn, thầy cho con đi về nhà. Rồi con đi về nhà con nói với ba mẹ, con nói ba mẹ ơi, rồi xin ba mẹ đừng có giam cầm con, xin cho con được tự do, rồi con có gì con sống cái đời sống thoải mái, rồi con tiếp tục con đi học. Sau này con muốn đi tu, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn rộng cửa đón tiếp con như thường. Con thấy ông Tịnh Thất của thầy tăng tan quan hết trơn rồi đó, ba con làm sao mà báo chí đăng rồi quỷ hoại danh dự Tịnh Thất thầy, bị quỷ hoại danh dự hết trơn rồi, mà thầy dẫn ra thầy gặp con thầy con thấy thầy thương con tới cỡ nào chưa. Tịnh Thất thầy tan quan hết trơn luôn mà thầy dẫn ra thầy gặp con giờ phút này mà thầy không chửi con một tiếng nữa, thầy không trách con một tiếng nữa, thầy ra thầy gặp con với tất cả cái tình thương mà Tịnh Thất Bồng Lai dành cho con. Thầy không bao giờ thầy nói ở Diễm My ơi tại con mà Tịnh Thất của thầy tan quan như bây giờ, hay là thầy nói ở Diễm My ơi con là cái của nợ của Tịnh Thất hay cái gì, thầy chưa bao giờ thầy nói đâu đó. Bởi vì thầy biết con tu thiện, con cái lòng con muốn tu thiện, mà thầy là một người cái gì thiệt là thầy thích rồi, cái gì thiệt là thầy đón nhận rồi, chứ thầy không có quan tâm người ta nói cái gì hết trơn á. Con bỏ con nhảy lầu từ ở trên nhà xuống và cái chân con bị bong gân, con đi cà thọt mà thọt luôn, mà bây giờ á thầy ra tới đây mà con thấy không, thầy kêu mấy ly nước mía đó, thầy kêu mấy ly nước mía vậy đó, mà thầy ngồi thầy vẫn khuyên con đi về nhà. Bây giờ thầy hy vọng rằng con ráng, nếu con muốn đi tu con cứ việc nuôi, cứ việc ấp ủ cái niềm đi tu đó. Bởi vì trên đời này á, cái gì thiệt cũng lay động được trời đất hết trơn, cái gì thiệt là cái đó là trời đất thiêng liêng cảm động rồi. Cho nên á, thầy nghĩ vậy nè, con tự tử không phải là cách đâu, con hủy hoại mạng sống. Thầy hỏi con nè, con thấy bây giờ á, biết bao nhiêu người bị ung thư người ta cần cái mạng sống mà không được, biết bao nhiêu người bây giờ người ta đang nằm trong bệnh. Đó, tức là thầy Hoàng Nguyên đã khuyên Diễm My hãy nên suy nghĩ kỹ thì cuộc sống, cái mạng sống của mình rất là quan trọng. Cho nên cái người có công trong đây, ông Thắng bà Mai, phải nên cảm ơn thầy Hoàng Nguyên Nhất Nguyên vì đã khuyên. Tại vì Diễm My có ý định tự tử đó các bạn, cho nên Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đã khuyên Diễm My cái mạng sống nó rất là quan trọng. Những người ung thư, những con kiến nó còn tham sống mà các bạn. Như vậy đó mà họ chỉ nói vài câu thôi mà bị ông Thích Nhật Từ đưa đi ở tù 23 năm 6 tháng tù, trong tổng cộng 6 người, các bạn thấy kỳ không? Bây giờ mình nghe tiếp nha. Người ta chỉ cần một quả tim, một quả thận, một cái trái gan, một cái trái, một cái, người ta chỉ cần một cái bộ phận trên cơ thể để được sống thôi mà không được. Người ta tán gia bại sản chỉ để được sống thôi mà không được. Còn con có cái cơ hội được sống mà con đi tự tử, con đi nhảy sông, nhảy cầu, đi uống thuốc độc muốn chết thì thiệt là quá dại dột. Đức Phật đâu có bao giờ xúi người ta tự tử, Đức Chúa đâu có bao giờ xúi người ta tự tử. Con thấy không, đâu có ai mà đi xúi con người tự tử bao giờ. Đức Phật không bao giờ xúi con mình tự tử, Đức Chúa không bao giờ xúi con mình tự tử. Mà nếu con tự tử con quá dại dột. Thầy nói nè, nghe lời thầy, đón taxi đi về nhà đi, cái gì cũng có cách giải quyết hết. À, tức là Diễm My không có muốn tự tử mà họ ép, tức là ai? Cha mẹ Diễm My ép Diễm My làm như vậy, tức là đưa Diễm My vào đường cùng, không cho Diễm My được tự do. Các bạn thấy chưa? Họ đây là họ nói họ cứu con, họ yêu thương con, nhưng mà họ biết rằng họ đang giết con. Đó. Cha mẹ tưởng đâu là hiểu tâm lý của con mình, nhưng ai nhè đâu là hại con mình. Con là nạn nhân mà bây giờ con là thủ phạm, hồi nào con không
một người nạn nhân trở thành người thủ phạm. Tội quá các bạn, cái này nghe quen quá ha. Bên Thiền Am cũng vậy, một nạn nhân trở thành một người bị cáo. Họ không giữ giam cầm con mà họ biến con thành một kẻ tội đồ nữa. Bây giờ nè, con đi sống bình yên ở tỉnh nước Đồng Nai cũng không làm gì hết, thì bỗng một ngày bắt con rồi giam cầm con, rồi bây giờ kiếm hết mọi người, giam hết mọi người rồi mua tiền mua này nọ để mà tìm ra con. Bây giờ nè, thầy nói con nghe nè, thầy hiểu cái nỗi lòng của con, nhưng mà bây giờ con nghe thầy đi. Bây giờ con có thể vì con quá muốn đi tu, con quá muốn sống một cái cuộc sống tự do, con muốn được đi tu, con muốn sống theo cái ước mơ, cái tương lai của con. Nhưng mà bây giờ con nói nè, con về vì thầy ông nội đi, con về nhà vì thầy ông nội đi, vì tất cả mọi người trong tỉnh Thất Bồng Lai, trong tỉnh Thất Bồng Lai đã từng yêu thương con cỡ nào, con hãy suy nghĩ đến tình thương đó, con đi về nhà đi. Thôi bây giờ thầy nói tội quá nè, thôi bây giờ nói nãy giờ nhiều rồi, thôi bây giờ mình đi lên xe đi, đội nó nguy hiểm đi lên xe đi về đi, đừng có khóc nữa, ráng đi về nhà với ba mẹ đi, nhưng mà nhất định không tự tử nha, thầy nói rồi, đừng có để cái ngày, cái giây phút mà thầy nhìn lại con là cái giây phút mà thầy đứng bên cái quan tài con, là thầy không có muốn cái điều đó, đừng có để 30 người trong tỉnh Thất Bồng Lai, cái giây phút gặp con là cái giây phút mà nhìn con ở trong quan tài, đừng có để cái điều đó xảy ra với thầy. Thầy đau lòng, thầy ông nội đau lòng dữ lắm. Đó, rồi con thể hiện con người xứng đáng là đệ tử của sư phụ, là đệ tử của tỉnh Thất Bồng Lai, là con đã hứa rồi. Đến bao giờ ba mẹ mới chịu tha cho con, mới chịu thả tự do cho con? Chỉ có cách con tìm cái chết thì ba mẹ con mới hối hận được. Không ai cản ba mẹ con được, ba con dùng tiền mua chuộc hết rồi, không ai giam cầm ba con được. Chỉ có cái chết của con mới cho ba mẹ con thấu hiểu một điều là ba mẹ đã làm sai rồi. Đã mất con lộn con vừa rồi. Mới con nói chơi các bạn. Diễm My có cái ý định là tự kết liễu đời mình, nhưng hai thầy đã khuyên, cho nên người mà mang ơn, ông Thắng mang ơn đó, phải là hai thầy mới đúng đó nha các bạn. Vừa mới thề với thầy là con không chết, mà bây giờ con lại muốn chết nữa rồi, thì cái nếu mà trong đầu con cứ ám ảnh cái chuyện mà chết về hoài, thì thế nào là con cũng phải tự tử ra. Cho nên là con không có được tự tử, là con mới hứa với thầy rồi, mà bây giờ con lại nói muốn chết nữa, thì làm sao thầy yên tâm thầy về. Bây giờ thầy về rồi nó một tháng nữa con không có taxi, con đi về nhà, mà lỡ rồi con đi, con nhảy xuống sông, con nhảy cầu, con nhảy vô tự tử, thì làm sao mà thầy sống yên ổn cái cuộc đời này đây. Con hứa với thầy rồi, trời ơi, con hứa với thầy rồi mà con cứ đòi muốn chết thì hoài chết con thầy. Con cố gắng dùng cái đức của mình để chinh phục ba mẹ. Con dùng cái đức của con để chinh phục ba mẹ, ráng lên chứ bây giờ đừng có chết nữa con, mà như vậy hoài làm sao thầy về được. Trời ơi, từ sáng thầy nói con á, từ hồi sáng tới bây giờ thầy lo công chuyện luôn luôn, thầy chưa ăn một hộp cơm luôn, một hộp cơm thầy cũng chưa ăn luôn nữa. Trời ơi. Các bạn nghe rồi kìa, hai thầy rất là lo lắng cho Diễm My và khuyên Diễm My đừng có nên kết liễu đời mình. Nhưng cái người mà thực sự mà đứng sau lưng ép Diễm My vào con đường cùng đó chính là ai? Chính là ông Thắng và bà Mai. Thì giả thuyết như ông Thắng bà Mai thương con mình vô bờ bến đi, nhưng cũng phải hiểu được cái tâm lý của con mình như thế nào. Cho nên cái then chốt ở đây, cái ân người ân nhân trên đây cũng chính là hai thầy Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã khuyên Diễm My bỏ đi ý định đó các bạn. Nhưng ông Thắng một không á, cũng ép rằng là bên Thiền Am là hại Diễm My. Nhưng thực sự ông bà đâu có ngờ rằng người hại Diễm My chính là cha mẹ, chính là mình, đúng không các bạn? Thì các bạn cũng thấy đó, khi mà mình làm cha làm mẹ thì cha mẹ nào cũng phải thương con hết. Nhưng mình phải nhìn lại cái vấn đề, mình thương con thì mình thương, nhưng mình ngăn cản những cái sự việc mà con mình làm đó, thì có khi nào ảnh hưởng tới con mình hay không? Thậm chí các bạn biết, ngoài đời luôn, có nhiều cha mẹ, bây giờ mình nói tới cái chuyện tình cảm nè, có nhiều cha mẹ không cho con mình ở với người này, ở với người nọ, thì cái kết quả là như thế nào? Họ đưa tới cái kết liễu của đời người mình đó các bạn. Các bạn còn nhớ cái câu chuyện mà nổi tiếng Romeo và Juliet hay không? Đó, nhờ nó đó các bạn. Và em nhớ cái lúc em còn sống ở, em còn bên Việt Nam đó các bạn, em còn Việt Nam lúc đó em chưa đi Mỹ đó, thì hàng xóm của em
có một cô cũng rất là thương anh này, nhưng gia đình không có cho, không cho hai người quen nhau. Và cái kết quả là cô ta đã kết liễu đời của mình. Trong cái thương đau đó, khi mà cha mẹ tiễn con trong một cái quan tài, thì cái nỗi đau đó sẽ nổi lên một cái sự phải nói là hối hận đó các bạn. Cái cuộc đời này của mình, bất cứ ai cũng vậy, cũng chỉ được sống có một lần thôi. Cho nên ai đang làm bậc cha mẹ mà con cái mình đang không làm hài lòng mình với vấn đề gì đó, hoặc là con cái mình đang lựa chọn cái vấn đề gì đó mà mình không hài lòng, thì thôi, họ đã lớn rồi, hãy cho họ quyết định đi. Chứ đừng có để vào cái tình trạng giống như ba mẹ Diễm My và Diễm My, để đưa con mình đến cái sự khổ đau và sự mất tích đó. Các bạn thấy đó, cuộc đời này nó muôn màu lắm. Nhưng thí dụ như bây giờ con mình chọn sai đường, thì cũng có một ngày nào đó họ sẽ hối hận, họ sẽ quay về thôi. Cha mẹ mình lúc nào cũng đón tiếp con mình mà. Các bạn cũng biết, biết bao nhiêu người chọn sai đường, chứ không phải là có một hai người đâu, có nhiều người lắm. Lúc mà tuổi mới lớn thì họ con mình chưa biết suy nghĩ, thì họ chọn con đường đó thì mình chỉ nói con mình, khuyên con mình thôi, cái đường đó con đi thì con chọn, thì cha mẹ không có ý kiến gì hết. Nhưng cái kết quả như thế nào thì con phải tự gánh lấy. Đó, thì có nhiều người họ chọn con đường đó và vài năm sau họ quay về với cha mẹ mình. Họ ôm cha mẹ mình vào lòng, họ nói: ba mẹ, con đã biết lỗi rồi. À, thấy chưa? Thì chúng ta thương con mình thì mình thương, đồng ý là thương, nhưng mà đừng có quá đáng với con mình. Mình quá đáng với con mình sẽ đưa tới cái chuyện mà kết liễu đời của nó này nọ. Thì cái đó là mình nói vừa mất cái đời, cuộc đời của nó, và mình mất đi một đứa con mình nuôi nấng, mình sanh ra. Cho nên họ muốn làm gì, họ đúng tuổi rồi, họ muốn làm đi, để cho họ hối hận một lần thì họ sẽ quay về thôi. Cuộc chơi nào thì cũng sẽ tàn. Chẳng hạn như mấy đứa mới lớn, họ không có hiểu được cái sự việc, họ đi theo bạn bè, họ hút sắc, họ này họ nọ, rồi thậm chí phải mang bầu, rồi cuối cùng thì cũng hiểu ra được và cũng quay về với cha mẹ. Thì lúc đó cha mẹ mở lòng tay đón con mình còn đỡ hơn là mình mất đi một người con, mình mất đi cái tình cảm đó. Mình thương con mình là mình thương nó, mình phải lo, mình phải chăm sóc cho nó lúc mà nó đang hoạn nạn, thì lúc đó nó mới nhận ra được người thương nó thực sự là ai. Chứ cái tuổi mới lớn á, nó chỉ biết theo cái đường hướng của nó thôi à, nó chưa có biết cái gì đâu. Cho nên ông Thắng và bà Mai thật sự có thương con mình thì hãy để con mình có một cơ hội làm người. Diễm My đã mất tích từ tháng 6 năm 2021 tới nay là hơn một năm rồi. Thì cái sự mất tích đó thì khán giả ai cũng nhìn ra được là trong tay của ông Thắng rồi, đúng không? Nhưng ông Thắng cái ngày ra tòa, ông cũng một hai khẳng định rằng là chuyển dẫn nhờ các luật sư và tất cả mọi người tìm Diễm My. Thôi, đừng tìm Diễm My nữa, để cho con mình có một cuộc sống đi. Tất cả coi như là bắt đầu lại, mình cho nó đi, có ngày nào đó nó cũng quay về với mình thôi. Nếu như cái đường nó sai, nó chọn là sai lầm, thì nó sẽ về đó, nó quỳ lại mình, nó xin lỗi mình, nếu như cái đường đó là sai. Còn nếu như cái đường mà nó chọn là đúng, thì nó sẽ hạnh phúc. Nó hạnh phúc trong cái đường của nó chọn, thì mình cũng chấp bắt buộc mình phải hạnh phúc theo thôi. Con của mình mà, bây giờ mình muốn nó mất mạng, mình muốn nó kết liễu đời nó, hay là mình muốn nó nghe theo mình. Nó nghe theo mình thì dĩ nhiên nó phải mất mạng rồi. Tại mình, nó có con đường để chọn mà các bạn. Cho nên thật sự ra cái câu chuyện mà của tỉnh thất bồng lai đó các bạn, nó rất là đơn giản. Nhưng chỉ vì có thể là trong đó có sự hiểu lầm của ông Thắng bà Mai, hoặc là có một người nào đó đứng sau lưng chỉ thị ông Thắng bà Mai làm như vậy nữa. Có khả năng nha các bạn. Tại vì cha mẹ nào cũng thương con hết. Con mình đã quyết tâm như vậy, tại sao cái ngày mà 28 tháng 10 ông Thắng cũng đã nói rồi, thôi bây giờ nó không chịu về, nó quyết tâm như vậy, thôi mình cứ tạm cho nó ở đó. Đó, thì cái lúc đó ông đã cho tạm rồi. Nhưng tại sao lại cuối cùng phải hợp tác với lại chính quyền để mà mời Diễm My lên để mà làm việc, và sau đó đưa con bé về trên xe cứu thương. Cho nên trong cái khả năng, trong cái sự việc này đó, là có một người nào đó đứng sau lưng để mà chỉ thị nó các bạn.
các bạn còn nhớ cái vụ của Trân Ngọc Xuân hay không? Bên nhóm đối lập đã ra tận ngoài Nha Trang để mà tìm gia đình của Trân Ngọc Xuân, để mà khuyến khích gia đình Trân Ngọc Xuân kiện lại Thiền Am đó các bạn. Tức là có một người nào đó khuyến khích ông Thắng, có thể thôi nha các bạn, là khuyến khích ông Thắng để mà đối xử với lại Thiền Am như vậy. Cho nên lúc đầu nó chỉ là nhẹ thôi, cho nên càng ngày nó càng lố. Khi mà nó lố quá thì chúng ta, ông bà ta có câu đó, đã lên lưng cọp rồi, phải không, thì phải lên luôn, không thôi là chết. Cho nên có khả năng rằng có một người nào đó đứng sau lưng chỉ thị cái điểm này nữa. Cái cuộc chiến tranh trên mạng này về vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đó các bạn, là một cái câu chuyện, một cái chiến tranh rất là lâu dài, chứ không phải là 1-2 ngày là nó hết. Nhưng dù sao đi nữa thì ông Thắng, bà Mai phải hãy suy nghĩ lại cái lương tâm của mình, hay là bất cứ ai ở trong cái câu chuyện này hãy suy nghĩ lại lương tâm của mình. Bên Thiền Am họ có lừa đảo hay không, và họ có trục lợi gì hay không, và tại sao mình phải hại họ? Mà nếu như họ có trục lợi thì tại sao không để cho những người bị hại đó kiện họ, mà tại sao mà những người không có trong cuộc lại kiện? Chẳng hạn như ông Thiện Đạt, ông đến với Thiền Am, ông nói ông đến Thiền Am bằng cách là tình nguyện xây chánh điện, nhưng sau đó đổ thừa qua chửi, quay qua chửi bớ, nói người ta trục lợi. Tất cả mọi người đến, lúc đầu đến với Thiền Am đều là để lấy tiếng tâm, để mình khi mà có tiếng rồi cái quay qua chửi người ta là trục lợi mình. Ủa như vậy là sao? Chơi như vậy chơi với ai? Ai chơi lợi các bạn? Mình thấy người ta hết giá trị lợi dụng rồi, cái mình quay qua mình đạp người ta đó, các bạn thấy chưa? Cho nên cái cuộc sống này đó, nó thẳng ra thì những người mà bị gạt đó thì phải biết là ai bị gạt và số tiền là bao nhiêu, và tại sao mà gạt, và có bằng chứng gạt hay không. Nhưng mà gạt như thế nào? Thí dụ như người ta gọi đi, nói ô bây giờ tôi thương mấy bé, tôi muốn gửi tiền cho mấy bé. Ủa, tự mình hỏi, tự mình gọi người ta, mình kiếm người ta, mình cho tiền, mình lấy gì gạt? Gạt là khi nào là người ta gọi mình nói ô bé này bệnh, bé kia bệnh, nhưng mà thực sự không có bệnh đó, cái đó mới là gạt. Chẳng hạn như bên YouTuber tụi bên đối lập đó, có một người nào giả bệnh để mà xin tiền đó các bạn, thấy không? Rồi có một tên gì cáo tử tham, giả này giả nọ để mà ăn tiền hai bên, giả bên giật Thiền Am ăn tiền của Mạnh Thường Quân, rồi ăn tiền bên ông Thắng chẳng hạn đó. 100 triệu em làm mà, 100 hại cái vấn đề hại Thiền Am đó, 100 triệu em làm đó, các bạn nghe chưa? Cho nên cái cuộc đời này đó là có một cái thế lực, nói chung là nó nhiều, nó tấp vào Thiền Am lắm. Thì chẳng hạn như không biết có ông Thủy Phan nào bên Mỹ này có nghe lời suối dạy của ai hay không, và cứ tối ngày cứ bỏ tiền ra để mà cho những người YouTuber chửi. Chính Minh Tùng cũng đã nhận, là một tháng hắn nhận được 1 tỷ. Và có thể là khả năng như vậy các bạn, cách đây năm 2020, tức là khoảng 2 năm về trước, lúc đó hắn tới, hắn tìm Châu Tinh Tinh, hắn tới hắn tìm Phan Kazen. Tại Phan Kazen với hắn quen biết như thế nào? Là trong một cái group họ chửi lật mặt thì Tỉnh Thất Bồng Lai, thì Minh Tùng lúc đó là dùng cái nick là Thần Điêu Đại Hiệp. Thì lúc đó đó bình luận vào cho Phan Kazen, thì hai người mới kết nối nhau từ trên Facebook. Và Minh Tùng nói rằng là Minh Tùng là con ruột con này nọ các bạn. Nhưng mà lúc đầu qua vô là khai là tôi ở trại Thánh Đức, mà thực sự chưa ở ngày nào hết. Tại vì 15 tuổi hắn đã đi tù rồi. Hắn đi tù hình như tới 3-4 năm gì đó các bạn, em nhớ không rõ. Đó. Cho nên các bạn thấy đó, cái sự đồng tiền và cái sự giả dối của con người của chúng ta để mà hãm hại những người khác, nhất là những người vô tội, mà mình cứ hãm hại họ đến như vậy. Cho nên bây giờ họ cứ dùng tiền, họ bỏ ra, họ đánh dư luận, họ đăng báo, họ này nọ. Rồi cuối cùng sao? Cái người bị hại, thiệt hại nhất trong đó là ai? Cũng vẫn là Diễm My, Thiền Am. Và cũng có thể là ông Thắng và bà Mai cũng là một cái nạn nhân trong cái đường dây bị hại này. Mình chưa biết được các bạn, mình chưa có biết được đâu. Tại vì nếu như mà ông Thắng không có phải là trong một, theo em suy đoán hay nha, ông Thắng không phải là trong đường dây bị hại đó, thì tại sao ông Thắng lại biết rằng là cái vụ trước đó là có một người đòi 300 triệu để làm giấy chứng minh nhân dân cho thằng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân đi Úc để mà diễn đó các bạn. Cho nên chắc chắn rằng là sẽ đã có người kể lại,
Và giống như bà Mai mới nói, bên đây là không có tu, họ giả. Nhưng vậy cũng phải chắc có cái chuyện đó là trước khi 50 công đồ xảy ra, cho nên đã có người trong đó đã giàn pha, đã nói ra nói vô với ông Thắng bà Mai. Cho nên chứ ông Thắng bà Mai làm gì biết cái vụ đó. Các bạn đồng ý không? Cho nên có thể có khả năng rằng có một người nào đó, chẳng hạn như quen biết ông Thắng bà Mai hay này nọ đó, nói ở bên đây nó này, nó nói xấu bên đây này, nó nói xấu bên Thiền Am này, có ông Thắng bà Mai đập vào cái đầu, nó ô trời bên đây nó xấu, giống như có ai nói Thủy Phan á là bên Thiền Am người xấu, nó dẫn gái này nọ đó các bạn. Đó thì bên ông Thủy Phan cũng tiền nhiều mà. Thì bên đây nhiều khi mình làm tiền mặt mình không biết lễ đâu, mình rửa tiền về Việt Nam thôi. Nói rửa tiền thì thấy bỏ tiền ra là ấy thôi. Cho người ta chửi. Tất cả mọi người đều bị dẫn dắt bởi cái người nào đó đứng sau lưng cả. Giống như bây giờ cái mạng xã hội các bạn cũng thấy đó, có nhiều người bên YouTuber bên đối lập đó, họ dẫn dắt khán giả của họ rằng là ông thầy ông nội ngủ với người này người nọ để đẻ ra bé này bé nào, thấy chưa các bạn? Cũng là bị dẫn dắt. Chờ khán giả nghe theo tin theo là như vậy. Cho nên tất cả là có sự dẫn dắt của một người nào đó ở sau lưng. Nhưng người đó chính là ai? Mình chưa có biết được. Tất cả trong cái nhóm Lật Mặt Thiền Am, Lật Mặt Tỉnh Thức Bồng Lai, em suy đoán rằng có một người nào đó nữa để mà chỉ thị họ, dẫn dắt họ để làm những cái chuyện đó nữa. Cho nên tất cả mọi người đều là một con cờ hết. Theo em suy đoán là như vậy. Liều một con cờ hết. Đều là một con cờ để mà lật đổ Thiền Am. Ủa mà tại sao lật đổ ta? Có một sự hận ghét nào đó, may chăng, của một người tên là Khải hay chăng? Sự thật nó rất là mờ ám, nhưng mà chúng ta khi mà hiểu được thì mình sẽ nhìn ra được cái sự việc nó như thế nào. Ai là người đứng sau lưng? Từ từ nó cũng lộ ra hết. Ai giả dối cũng lộ ra hết các bạn. Thì giống như Thủy Phan đã từng nói đó, là có ai có bằng chứng, hắn cho tiền. Ổng cho tiền ngay cái ngày phúc thẩm đó. Thì lúc đó thì hắn có cho một kênh YouTube mà 99 đô, coi như đại khái là 100 đô để mua cà phê. Ngoài người này ra, ổng còn cho ai nữa không? Mình từ từ sẽ khám phá nha. Hôm nay em cũng không có làm cái video đó. Thôi em nói như vậy thôi. Chứ ông Thắng bà Nga Mai hãy suy nghĩ lại đi. Hãy tha cho con của mình. Hãy cho con của mình có một cái tương lai như những người khác, được xuất hiện bên ngoài để mà đi đứng, đi chợ, đi búa, có một cuộc sống bình thường như những người khác. Cầu mong là như vậy thôi. Em xin chấm dứt cái video tại đây và xin kết thúc cái video luôn. Ủa, chấm dứt cái kết thúc có gì khác nhau đâu các bạn. Thôi, em cũng chúc các bạn một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và bên Mỹ là ngày thứ hai, bên Việt Nam là sáng thứ ba rồi. Em chúc các bạn thật là đồng ấm bên gia đình của mình nha. Và quan trọng nhất là sức khỏe. Sức khỏe là vàng đó các bạn. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Nhớ bấm like, bấm share và đăng ký để mà ủng hộ em nha. Bye bye.